Sáng ngày 27 tháng 6, khối thi đua các cơ quan đảng tỉnh tổ chức hội thi tìm hiểu quy định của pháp luật và nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2024. Hội thi có sự tham gia của 9 đội thi đến từ các cơ quan đơn vị, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, Văn phòng tỉnh ủy, Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Ban dân vận tỉnh ủy, Ban tổ chức tỉnh ủy, Ban nội chính tỉnh ủy, Báo Tây Ninh, Trường chính trị tỉnh, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Các đội trải qua 4 phần thi gồm từ giới thiệu về đơn vị và các thành viên trong đội dự thi, trả lời câu hỏi trắc nghiệm, xử lý tình huống và giới thiệu điển hình tiên tiến của đơn vị. qua các phần thi, các đội đã truyền tải, nêu bật lên những nội dung cơ bản, những điểm mới của luật thi đua khen thưởng năm 2022 và các văn bản của đảng nhà nước về nghiệp vụ thi đua khen thưởng. Hội thi cũng là dịp để các đơn vị trong khối giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm và nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng. sau một buổi tranh tài sôi nổi, kết quả đội ban dân vận tỉnh ủy đạt giải nhất đội trường chính trị tỉnh đạt giải nhì đội đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đạt giải ba đội báo tây ninh đạt giải khuyến khích